Bình thường giản dị hết cỡ, nay dự tiệc cùng vợ đại gia, Lâm Tâm Như khoe khéo chùm nhẫn kim cương khủng. Trong làng giải trí, Lâm Tâm Như là nghệ sĩ chẳng hề thua chị kém em, khi sở hữu gia sản cực kỳ có giá trị sau bao năm tích góp làm nghề. Tuy nhiên, nàng Hạ Tử Vi lại chọn cho mình lối sống giản dị, ít phô trương. Ngoại trừ xuất hiện trong các sự kiện lớn, cuộc sống ngoài đời của Lâm Tâm Như nhận được nhiều hào cảm bởi sự bình dị, như bao gia đình khác. Tuy nhiên, mới đây, Lâm Tâm Như khiến dân tình lóa mắt, toàn tập khi xuất hiện tại tiệc sinh nhật người bạn thân Lâm Hy Lôi. Theo thông tin mà truyền thông có được, trong bữa tiệc này còn có Tăng Hinh Ngọc, vợ tỷ phú Đài Loan Quách Đài Minh. Ông Quách là trùm kinh doanh Đài Loan, người sáng lập và chủ tịch Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, với gia sản có giá trị lên tới 40 tỷ tệ, tương đương 140.000 tỷ đồng. Trong bức ảnh chụp chung cùng những người bạn, Lâm Tâm Như liên tục khoe 3 chiếc nhẫn kim cương, chiếm trọn spotlight. Lâm Tâm Như chụp ảnh cùng Lâm Hy Lôi, chiếm trọn spotlight với 3 chiếc nhẫn kim cương cùng vòng vàng trên tay. Trong nhóm bạn có Tăng Hinh Ngọc đứng ngoài cùng bên phải là vợ của tỷ phú Hong Kong. Đáng nói hơn, trong một bức ảnh khác, Lâm Tâm Như cũng chụp ảnh chung với dàn mỹ nhân này, tuy nhiên thay đổi ngón tay đeo 3 chiếc nhẫn kim cương. Thay vì đeo ngón tay trỏ, Lâm Tâm Như lại chuyển đeo sang ngón giữa. Suốt nhiều năm qua, đây là nhóm bạn mà Lâm Tâm Như luôn gắn bó thân thiết. Năm ngoái, vợ chồng Lâm Tâm Như cùng nhau tới dự sinh nhật của Lâm Hy Lôi, năm nay cặp đôi vẫn song hành xuất hiện trong party của người đẹp họ Lâm. Nguồn: Sohu Weibo. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.